năm vào đầu mùa xuân, tôi lại háo hức chờ hoa đào nở sau vườn. Nhắc nhở tôi, Tết sắp đến rồi. Tôi lại nhớ bài thơ học từ thuở vỡ lòng. Mỗi năm hoa đào nở, lại thấy ông đồ già bày mực tàu giấy đỏ bên phố đông người qua. Ở Mỹ, ngày lễ Giáng sinh hay ngày lễ tạ ơn ai cũng nhớ. Nhưng hỏi bao giờ đến Tết mình nhỉ, mấy ai trả lời được. Nếu may mắn ba ngày Tết rơi vào cuối tuần, thì bọn con nít còn có dịp đi coi múa lân hay đi lễ chùa hoặc nhà thờ với cha mẹ. Còn không, Tết cũng rơi vào quên lãng. Sau vườn nhà tôi, đào nở đủ màu, đỏ, trắng, trắng pha hồng. Nhưng rực rỡ nhất vẫn là màu hồng thắm. Bông nở đầy cây, phủ kín cành không một chiếc lá. Cánh hoa kết thành nhiều lớp giống như một nụ hồng nhỏ, hồng tường vi. Cây đào rất kiên cường, chịu đựng được khí hậu khắc nghiệt của Texas, mùa đông rất lạnh và mùa hè rất nóng. Bởi vì cây đào cần ít nhất 800 giờ lạnh để bông được trổ ra sum suê. Nào, mời các bạn viếng thăm vườn đào nhà tôi.